Hello, xin chào các bạn và mình sẽ tiếp tục series về báo cáo tài chính nhé. Ở trong video này thì mình sẽ đưa các bạn đến với cả 3 báo cáo tài chính mà mình đã nói video trước và với hy vọng là sau khi các bạn xem xong video này thì các bạn, bất cứ bạn nào cũng có thể mở bất cứ một báo cáo tài chính của một doanh nghiệp nào đó niêm yết ở Việt Nam ra và các bạn có thể hoàn toàn hiểu được là tài sản doanh nghiệp đấy như thế nào, các doanh nghiệp đấy có bao nhiêu vốn, doanh nghiệp đấy đang nợ như thế nào và doanh thu nó đến đâu và đang lãi hay lỗ như thế nào. Và hy vọng điều đấy xảy ra nếu mà các bạn xem chi tiết video này, bởi vì đây là một video rất là khó xem và rất là phức tạp. Trong series 3 video của mình về báo cáo tài chính, mình nhắc lại video trước, đó là nguyên tắc đọc báo cáo tài chính. Video này là hiểu báo cáo tài chính, có nghĩa là hiểu nó đang nói cái gì. Và video sau sẽ là phân tích nó. Sau khi các bạn phải hiểu được rồi thì các bạn mới có thể phân tích được nó, đúng không? Và cũng là một lời nhắc nhở cho những bạn lần đầu tiên biết đến mình chẳng hạn, hay lần đầu tiên bấm vào video này của mình, thì mình khuyên các bạn nên quay lại video trước và tắt video này đi để hiểu được nguyên tắc của nó. Bởi vì nếu mà các bạn không biết được cái giới hạn hay là những cái hạn chế của việc lập một cái báo cáo tài chính nó như thế nào mà các bạn ngay lập tức nhảy vào để cộng trừ nhân chia thì khả năng các bạn đưa ra một quyết định sai là rất cao đấy nhá. Và mình sẽ lưu ý trước cho các bạn điều đấy. Nhắc lại này, có 3 loại báo cáo tài chính khác nhau, đó là balance sheet hay là cân đối kế toán. Nó sẽ phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp và nguồn vốn hình thành lên tài sản đó. Hay nói một cách nôm na là nhìn balance sheet thì các bạn sẽ biết được tổng giá trị của một doanh nghiệp, tập đoàn đó là bao nhiêu. Thứ hai là income statement hay là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nó báo cáo về doanh thu và chi phí trong từng thời kỳ nhất định. Nói tóm lại thì income statement sẽ nói cho bạn biết kỳ này doanh nghiệp kiếm thêm được bao nhiêu tiền, phải chi ra bao nhiêu tiền và chốt lại là làm ăn có lãi hay là lỗ. Thứ ba là cash flow statement hay là báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ cho bạn biết công ty tạo ra bao nhiêu tiền để chi trả cho các chi phí hoạt động sản xuất, để trả nợ hoặc là đầu tư sinh lời. Hay nói theo một cách khác thì nó sẽ cho bạn biết khả năng hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn và dài hạn dựa trên dòng tiền chảy vào và ra khỏi doanh nghiệp đó. Và mình sẽ bắt đầu với balance sheet. Đây là cấu trúc của một balance sheet cơ bản. Chúng ta có hai phần tách biệt, với bên trái là assets, nghĩa là tài sản, và phía bên phải là liabilities và owner's equity, nghĩa là nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Bạn nhìn phần bên trái sẽ luôn bằng với phần bên phải, hay là tài sản nó luôn phải bằng nợ phải trả cộng với vốn chủ sở hữu. Đây cũng là công thức quan trọng nhất của bảng cân đối kế toán. Vì sao lại như thế? Bây giờ chúng ta hãy thử nhìn vào Apple, và hãy coi như là Apple có đúng một sản phẩm, đó là iPhone. Thì khi nhìn vào balance sheet chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Đầu tiên là tiền mặt mà Apple đang nắm chẳng hạn này, rồi đến máy móc mà Apple sử dụng để sản xuất ra cái iPhone đấy, và hàng tồn kho từ những chiếc iPhone 14 Pro đời mới cho đến iPhone 13 trở về trước chẳng hạn. Rồi là từ những iPhone nguyên vẹn cho đến linh kiện sản xuất ra iPhone, nó vẫn đều nằm ở trong tồn kho đấy. Rồi là bạn có thể nhìn thấy những giá trị vô hình như là giá trị thương hiệu hay là bản quyền, rồi là bằng sáng chế để tạo ra cái iPhone chẳng hạn. Tất cả những phần này nó đều nằm trong phần tài sản, nghĩa là asset ở phía bên trái. Nhưng mà những cái tài sản đó từ đâu mà có, thì Apple lấy đâu ra tiền để mà mua nhà máy hay là thuê người rồi là sản xuất, rồi giao iPhone đi cả toàn cầu. Họ sẽ phải đi vay tiền hoặc là đi gọi vốn từ nhà đầu tư, mà từ đó chúng ta có phần nợ phải trả tương ứng phần đi vay tiền, và gọi vốn từ nhà đầu tư nó đến ở phần vốn chủ sở hữu, hay có thể gọi chung hai phần này nó là nguồn vốn. Vậy chúng ta hãy nhớ nha, tài sản của một doanh nghiệp được hình thành bởi nguồn vốn tạo ra nó. Rất dễ hiểu đúng không các bạn? Rồi, bây giờ nhìn sâu vào phần tài sản, chúng ta có thể thấy có hai phần chính sẽ bao gồm là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn là những tài sản có thể chuyển thành tiền mặt trong vòng dưới một năm. Nó sẽ bao gồm tiền mặt, rõ ràng rồi đúng không? Hàng tồn kho, các khoản phải thu khách hàng. Phải thu nghĩa là những khách hàng mua chịu của chúng ta đấy, họ lấy hàng rồi nhưng họ chưa trả tiền, đúng không? Hoặc là những khoản đầu tư ngắn hạn như đầu tư chứng khoán chẳng hạn. Các bạn hoàn toàn có thể bán ngay lập tức chứng khoán và đi rút tiền khỏi ngân hàng, và chúng ta đã có tiền tươi trên tay, đúng không? Bên dưới sẽ là tài sản dài hạn, nghĩa là tài sản mất nhiều hơn một năm để có thể chuyển thành tiền. Ví dụ như là những khoản đầu tư dài hạn hơn như là đầu tư bất động sản này, hay là đầu tư trái phiếu. Những khoản tài sản cố định như là đất đai, nhà xưởng, máy móc, thiết bị sản xuất. Hoặc là tài sản vô hình như là những tài sản trí tuệ, bản quyền, rồi là giá trị thương hiệu hay là goodwill, hay là lợi thế thương mại đấy. Cái goodwill là một cái mà những bạn học về kinh tế thương mại thì có thể các bạn sẽ biết. Mình có thể lấy một ví dụ như là Apple đã mua lại công ty Shazam với giá 400 triệu đô để nhận diện cái nhạc mà chúng ta đang nghe ấy. Thế bây giờ giả dụ như là toàn bộ công ty Shazam đấy bán đi được 300 triệu nhưng mà Apple vẫn trả 400 triệu thì cái 100 triệu đấy nó chính là lợi thế thương mại hay là goodwill. Cái phần này nó sẽ được tính vào tài sản dài hạn của Apple. Đấy các bạn nhớ nha. Tương tự với tài sản thì nợ mà doanh nghiệp phải trả cũng được chia thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Với logic tương tự, nghĩa là nợ ngắn hạn mà nợ mà doanh nghiệp sẽ phải trả trong vòng một năm, còn nợ dài hạn là nợ mà doanh nghiệp phải trả trong vòng trên một năm. Đơn giản đấy thôi. Trong nợ ngắn hạn nó sẽ bao gồm những khoản phải trả, nó sẽ ngược lại với khoản phải thu lúc nãy, thì phải trả nó sẽ phát sinh khi mà doanh nghiệp mua nhận hàng mà chưa trả tiền cho nhà cung cấp. Có thể hiểu là doanh nghiệp đang chiếm dụng vốn tạm thời đấy mà không phải trả lãi.
rồi là những khoản như là lương thưởng nhân viên này, hay là những khoản nợ ngắn hạn khác. Với bên dưới thì tương đương như vậy, thì nợ trả trong dài hạn sẽ được đưa vào nợ dài hạn, thế thôi. Sau khi bạn lấy tài sản, các bạn trừ đi nợ ngắn hạn và nợ dài hạn thì số tiền còn lại sẽ được chi trả cho chủ sở hữu của doanh nghiệp đấy. Đơn giản thôi, ví dụ chúng ta mở doanh nghiệp ra, chúng ta có một đống tiền trong tay đúng không? Thì chúng ta sau khi chúng ta trừ đi nợ người này, nợ người kia, chúng ta còn lại cục tiền cuối cùng, cục tiền đấy về tay ta. Nó đơn giản thôi, thì doanh nghiệp nó cũng thế. Sau khi doanh nghiệp có một đống tài sản trong tay đó, trừ đi những khoản nợ với ông này ông kia, nợ ngân hàng này, nợ người kia, nợ dài hạn, nợ ngắn hạn, nợ lương nhân viên các thứ, còn một cục tiền thì doanh nghiệp sẽ có hoàn toàn quyền quyết định về cục tiền đấy, đúng không? Thì cái này nó sẽ nằm trong phần owner's equity. Trong cấu phần vốn chủ sở hữu này thì các bạn sẽ lưu ý hai phần quan trọng nhất, đó là tiền vốn góp của chủ sở hữu thông qua cổ phần. Các bạn hãy nhớ lại cái video mình nói về cổ phiếu ấy. Một khi các bạn đã mua cổ phiếu, cho dù nó chỉ là một cổ phiếu mà thôi, thì các bạn đã trở thành một cổ đông, các bạn hoàn toàn có quyền nhận cổ tức và các bạn đã trở thành chủ của doanh nghiệp đó rồi. Chỉ là cái phần mà các bạn làm chủ ấy, nó sẽ tương ứng với một cổ phiếu chia cho toàn bộ số cổ phiếu mà doanh nghiệp đấy đang lưu hành ngoài thị trường mà thôi. Bạn đang nằm trong cái cục gọi là owner's investment trong cái bảng mình đang để đây. Và còn lại, retained earnings hay là lợi nhuận giữ lại sẽ là khoản lợi nhuận mà sau khi trừ đi thuế và chia cổ tức cho cổ đông. Hay nôm na nghĩa là sau một năm ấy, công ty của bạn kiếm được một cục tiền lợi nhuận đi. Rồi cục tiền đấy sẽ làm gì? Các bạn sẽ chia 50% cục tiền đấy cho cổ đông, nghĩa là những người đã đưa tiền cho bạn, những người đã đầu tư cho bạn thông qua cổ phiếu hay là trái phiếu chẳng hạn, đúng không? Sau khi các bạn chia cho họ 50% rồi, 50% còn lại các bạn giữ lại để các bạn tái đầu tư. Các bạn đầu tư vào máy móc, các bạn sửa chữa những máy móc đã cũ, mua máy mới, tăng năng suất lao động để tạo ra nhiều sản phẩm hơn cho những năm sau. Thì đấy là retained earnings. Nhìn tổng thể thì thứ tự các khoản mục trong balance sheet sẽ được sắp xếp theo khả năng thanh khoản từ phía trên xuống, nghĩa là khả năng biến nó thành tiền ấy. Rõ ràng là tiền mặt là tiền luôn rồi đúng không? Còn càng xuống dưới sẽ càng khó chuyển thành tiền hơn. Tương tự với bên phải là nợ ngắn hạn, phải được trả trước nợ dài hạn, rồi trả hết nợ ngắn hạn qua nợ dài hạn, thì còn bao nhiêu thì mới đưa cho chủ doanh nghiệp. Thành ra là nợ nó sẽ nằm trên phần vốn chủ sở hữu. Đấy, chúng ta nhận thấy cái logic ở đây không? Ngoài ra thì balance sheet hay là các báo cáo khác cũng luôn được trình bày qua 2 năm, với thường là năm hiện tại ở phía bên trái, năm liền kề trước ở phía bên phải, để chúng ta có thể tiện so sánh. Nguyên tắc cân bằng của bảng cân đối kế toán hay là balance sheet nó diễn ra như thế này. Nếu mà công ty Apple đi chẳng hạn, đi vay ngân hàng 100 triệu đồng, rồi đi phát hành cổ phiếu thêm và lấy thêm được về 200 triệu đồng từ nhà đầu tư chẳng hạn, thì ở phía phần tài sản ý, thì Apple sẽ tăng thêm 300 triệu đồng và cụ thể nó tăng ở phần tiền. Đấy, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Và mình sẽ lấy ngay báo cáo tài chính của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, và cụ thể là bảng cân đối kế toán, để cho chúng ta hình dung nha. Đây, chúng ta nhìn thấy đây, bảng cân đối kế toán của công ty Vinamilk, nó sẽ được chia trong phần tài sản gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, đúng không? Phía trên này nó là tổng. Đấy, số này là tổng của tất cả những số bên dưới. Thì chúng ta thấy là tài sản ngắn hạn của Vinamilk nó sẽ là 36.000 tỷ. Đấy, 36.1 nghìn tỷ đây. Và năm 2021 nó sẽ nhiều hơn năm 2020, cuối năm 2020 đầu năm 2021 ấy, là một chút đúng không? Năm ngoái là 29.67 nghìn tỷ gì đó. Và trong này nó sẽ được sắp xếp theo khả năng thanh khoản từ phía trên xuống, nghĩa là khả năng biến nó thành tiền mặt. Rõ ràng tiền mặt thì nó là tiền mặt rồi, nó luôn ở trên cùng đúng không? Đi dần xuống dưới là bao gồm chứng khoán, thì chúng ta bán chứng khoán nó biến thành tiền mặt cũng khá là dễ. Rồi là những khoản đi phải thu khách hàng này, chúng ta sẽ cho khách hàng nợ một thời gian, cũng chỉ thời gian ngắn thôi, chúng ta sẽ thu về được chắc chắn là dưới một năm đúng không? Hy vọng là như thế. Rồi đến hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. Đấy, nguyên tắc nó là như thế. Sang phần tài sản dài hạn thì nguyên tắc nó cũng y hệt như vậy thôi. Vinamilk có khoảng 17.2 nghìn tỷ tài sản dài hạn ở trong năm 2021, thì nó sẽ cũng được sắp xếp theo khả năng thanh khoản từ phía trên xuống đúng không? Nhưng có một vài điểm đặc biệt này, chúng ta thấy đây này, Vinamilk còn có đầu tư bất động sản nữa. Đấy, nó là khoảng 60.000 tỷ. Đây là nhà, là đất hoặc là quyền sử dụng đất mà Vinamilk ôm về trong một khoảng thời gian để chờ nó tăng giá rồi bán, chứ nó không có liên quan đến việc là phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh các bạn nha. Và khi chúng ta đã hiểu được nguyên lý hoạt động của cái bảng cân đối kế toán hay là balance sheet, thì với mỗi một cái khoản mục nhỏ nào mà các bạn không hiểu ấy, các bạn hoàn toàn có thể Google nhanh là các bạn hiểu được rồi. Ở trong này nó được viết ngắn gọn lại, nên thành ra là chúng ta có thể một số cái chúng ta cần phải đi hỏi chị Google để có thể hiểu rõ hơn. Tuy nhiên mình muốn nói thêm hai điều khi chúng ta nhìn vào báo cáo tài chính thật của một doanh nghiệp. Thứ nhất, nó sẽ là phần dự phòng. Chúng ta thấy dự phòng nó xuất hiện rất nhiều. Dự phòng, mà thường dự phòng là những phần ở trong ngoặc đơn. Ngoặc đơn nghĩa là dấu trừ các bạn nhé.
Tại sao lại thế thì thường ấy, nó là khoản rủi ro mà doanh nghiệp nghĩ rằng là họ không thể thu hồi được. Và nó phải trừ đi khi được tính vào tài sản. Ví dụ như là này, phần dự phòng phải thu khó đòi. Đấy, nghĩa là Vinamilk đang cho khách hàng nợ một cục tiền. Đấy là 4,4 nghìn tỷ, đúng không? Và Vinamilk dự phòng là sẽ không thể thu về được khoảng 12,3 tỷ. Đấy là cái phần mà ví dụ như là khách hàng kỳ kèo này, bùng nợ này, hoặc là quá hạn chưa thể thanh toán. Điểm thứ hai đó là thuyết minh, là một phần cực kỳ quan trọng. Nó sẽ nằm ở cột này, các bạn thấy không? Đó, thuyết minh nó sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn cái dòng này nó nói cái gì. Cái phần cân đối kế toán này nó rút gọn tất cả mọi thứ một cách tối giản nhất có thể. Chúng ta chỉ nhìn đúng một trang, chúng ta có thể hoàn toàn hiểu được tài sản của doanh nghiệp đấy là gì. Thì rõ ràng nó không thể nói được hết mọi thứ, đúng không? Ví dụ như là dự phòng phải thu khó đòi này. Khó đòi là khó đòi cái gì, đúng không? Ông nào đang nợ đấy, thì các bạn có thể vào cái phần là khoản 5.2 để chúng ta biết được. Hay là hàng tồn kho của Vinamilk tồn bao nhiêu là nguyên vật liệu, đang tồn bao nhiêu là thành phẩm. Thế là mình sẽ chỉ luôn cho các bạn xem nhé. Đây, chúng ta kéo xuống một chút là thấy trong cái phần hàng tồn kho của Vinamilk sẽ bao gồm là hàng đang mua đi trên đường, nguyên vật liệu, công cụ, sản phẩm, rồi đến là thành phẩm và hàng hóa để chuẩn bị gửi đi bán. Rồi bây giờ chúng ta quay lại nhìn một góc nhìn rộng hơn một chút thì chúng ta thấy tổng tài sản của Vinamilk năm 2021 đó là 53.000 tỷ, nói thế cho nó nhanh nhá. Và tổng tài sản nó bằng tài sản ngắn hạn cộng tài sản dài hạn, chúng ta biết rồi đúng không? Tài sản dài hạn của Vinamilk là 17.000 tỷ đúng không? 17 x 351 thì rõ ràng là cái này nó chiếm khoảng 1/3. Cho như thế đi. Vậy 2/3 của tổng tài sản nó sẽ được rơi vào tài sản ngắn hạn. Rồi, bạn nhớ nhá. Khi chúng ta nhìn sang phần nguồn vốn thì chúng ta thấy là tổng nguồn vốn nó cũng phải bằng 53.000 tỷ. Chúng ta nhớ lúc nãy tổng tài sản nó phải bằng tổng nguồn vốn, nhớ chưa? Trong tổng nguồn vốn này thì nợ ngắn hạn của Vinamilk, nợ toàn bộ nợ của Vinamilk nó là 17.482 tỷ. Nhưng trong đó là 17.068 tỷ đã là nợ ngắn hạn rồi. Nghĩa là Vinamilk hầu hết là nợ ngắn hạn. Và chỉ có một chút là nợ dài hạn thôi, chỉ là tầm 400 tỷ là nợ dài hạn, còn lại toàn là nợ ngắn hạn, đúng không? Vậy như thế là nhiều hay ít? 17.068.000 tỷ cho nợ ngắn hạn Vinamilk có trả được không? Chúng ta có thể nhanh chóng nhảy sang phần tài sản. Nhìn cái phần tài sản ngắn hạn này này. Trong ngắn hạn là trong một năm Vinamilk có 36.100 tỷ mà nợ có mỗi 17.068 tỷ. Thì rõ ràng là Vinamilk có thừa khả năng có thể trả nợ ngắn hạn mà không bị rơi vào tình trạng vỡ nợ, đúng không các bạn? Nhưng chúng ta đừng nghĩ khả năng thanh toán càng cao thì đó là một doanh nghiệp càng xịn. Nó không đúng đâu các bạn ạ. Vì các bạn tưởng tượng như là về chúng ta hãy nợ 1 tỷ đi và chúng ta có trong két sắt 1 tỷ đồng. Đấy, thì chúng ta không lo là sẽ đến một lúc nào đấy chúng ta không trả được nợ, chúng ta luôn có khoản tiền dự trữ, đúng không? Nó bằng với khoản nợ chúng ta đang có. Nhưng nếu bây giờ các bạn đang nợ 1 tỷ đồng mà các bạn có để 10 tỷ trong két sắt thì nó có vô lý không? Rõ ràng 10 tỷ đấy các bạn đang để tiền ấy, tiền chết ở trong két sắt, đúng không? Mà các bạn hoàn toàn có thể rút 9 tỷ hay là bao nhiêu tỷ tùy các bạn, để các bạn có thể mua tài sản, thuê người mở rộng sản xuất để có thể tạo ra thêm tiền, để có khả năng trả nợ nhiều hơn, đúng không? Đây là thế nào là cao hay thấp? Rồi là 1/3 tài sản là dài hạn, 2/3 tài sản là ngắn hạn, là nhiều hay ít? Thì cái này mình sẽ đi sâu hơn ở video tiếp theo để chúng ta hiểu cách phân tích báo cáo tài chính khi chúng ta thực sự hiểu cái này nó nói gì. Đã nha các bạn nhá. Đó, thế là xong phần balance sheet. Mình không biết là các bạn còn sống hay không, nhưng mà báo cáo này là một báo cáo rất là quan trọng mà chúng ta thực sự cần phải hiểu. Còn đối với mình ý, thì báo cáo tiếp theo nó còn quan trọng hơn nữa cơ. Thường mình sẽ đọc nó trước rồi mình đọc đến cân đối kế toán hay là balance sheet, rồi cuối cùng mình mới đọc đến lưu chuyển tiền tệ. Nên thành ra là cái thời gian mình dành cho báo cáo tiếp theo cũng khá là nhiều. Nên là bây giờ mình sẽ cho các bạn một chút thời gian đi nghỉ ngơi uống nước nhá. Không có chuyện này đâu, tiếp. Rồi, tiếp theo sẽ là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nói xong béo hết cả mồm nên là thôi, từ giờ mình sẽ xin phép được dùng từ income statement cho nó nhanh nha. Thì mình cũng giống như các bạn, chúng ta đều là những nhà đầu tư cá nhân. Khi chúng ta nhìn vào một doanh nghiệp, chúng ta muốn biết là doanh nghiệp đấy có làm ăn tốt hay không, có thể tạo ra lãi hay không, hay là đang lỗ bao nhiêu, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhìn vào income statement, cũng là một báo cáo cực kỳ quan trọng thay vì là balance sheet. Thì tại sao mình quan tâm nhiều về income statement hơn balance sheet? Thì bởi vì là income statement nó sẽ nói cho mình biết là doanh nghiệp này buôn bán như thế nào, chi phí bỏ ra như thế nào, làm ăn lỗ lãi bao nhiêu. Còn nếu lãi thì ok, tốt. Thì lãi qua các kỳ nó có tăng lên hay không, hay là nó vẫn lãi dậm chân tại chỗ, năm nào cũng lãi từng đấy thôi. Rồi là lãi so với những công ty đối thủ ấy, thì là nhiều hay ít. Nếu mà lãi ít hơn thì có phải là do chi phí nó nhiều hơn đối thủ hay không, hay là do doanh thu bán hàng kém hơn đối thủ. Thì đó là cái tinh thần khi mà chúng ta nhìn vào cái báo cáo này. Các bạn nhớ nhá, mình sẽ lấy một income statement khác có số để chúng ta làm ví dụ nha. Khi nhìn sâu ấy, chúng ta có thể thấy là các phần khác nhau của báo cáo sẽ được tách ra. Nghĩa là chúng ta thường không chỉ nhìn lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp thu về, mà chúng ta sẽ chia ra thành lợi nhuận nhỏ hơn bên trong để có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của từng phần. Dòng trên cùng của báo cáo sẽ là doanh thu thuần, nôm na là tiền bạn bán hàng được bao nhiêu sau khi trừ đi các khoản giảm trừ. Tiếp đó bạn sẽ trừ đi giá vốn hàng bán để sẽ ra lợi nhuận gộp đến từ bán hàng. Cost of sales sẽ là, cũng chính là cost of goods sold, mà có thể chúng ta đã biết từ trước, nó là tổng số tiền để sản xuất và bán ra một sản phẩm. Ở đây chúng ta chưa tính đến chi phí gì khác ngoài chi phí bán hàng đâu các bạn nhỉ.
Tiếp theo, nhìn xuống, chúng ta sẽ có chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp nói chung. Cái chi phí bán hàng này nó sẽ khác với chi phí giá vốn hàng bán, cost of goods sold phía bên trên các bạn nhé. Cục phía trên ý, nó là toàn bộ chi phí liên quan trực tiếp đến sản phẩm được bán ra. Ví dụ như là nguyên vật liệu tạo ra sản phẩm này, chi phí vận chuyển này, các bạn phân phối rồi ship cái sản phẩm đấy đến các nhà bán lẻ để bán cho người tiêu dùng chẳng hạn. Còn cái chi phí bán hàng phía bên dưới ý, nó sẽ thuộc nhóm chi phí chung của doanh nghiệp. Ví dụ như là lương thưởng, hoa hồng cho các bạn sales, chi phí quảng cáo, marketing sản phẩm. Còn general and admin thường sẽ là những chi phí thuê trụ sở, điện nước internet, sắm đồ đạc văn phòng, nói chung là những chi phí đảm bảo việc vận hành thông suốt. Sau khi trừ đi cái đám này thì chúng ta sẽ có là operating income hay là lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó là đã hết phần liên quan đến kinh doanh hàng hóa chủ đạo của doanh nghiệp rồi. Phía bên dưới sẽ là những khoản thu chi phụ khác thôi. Ví dụ như là thu nhập khác, nó sẽ bao gồm là việc doanh nghiệp được đền bù, bồi thường hoặc là những khoản thanh lý tài sản cố định chẳng hạn. Nó sẽ không được ghi nhận ở phía bên trên bởi vì đây không phải là tiền đến từ việc bạn bán hàng hóa kinh doanh, đúng không? Rồi đến phần lãi lỗ từ việc doanh nghiệp đầu tư tài chính, rồi chuyển đổi ngoại tệ nếu mà doanh nghiệp có thu nhập từ nước ngoài. Và quan trọng nhất là chi phí lãi, chính là phần lãi mà doanh nghiệp đi vay ngân hàng phải trả. Thì sau khi trừ tất cả cái đống này, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận một loại lợi nhuận, nó gọi là lợi nhuận trước thuế hay là lợi nhuận sau khi trừ chi phí lãi vay. Rồi tiếp đến một loại chi phí cuối cùng nữa, đó là chi phí nộp thuế cho nhà nước. Đấy, các bạn thấy doanh nghiệp khó khăn không? Phải trả hết chi phí hàng bán, sản xuất ra sản phẩm, rồi lại quản lý chung, rồi thuê nhà, thuê cửa, thuê nhân viên, lương thưởng của nhân viên, rồi lại đến tiền đi trả nợ ngân hàng, rồi lại trả nợ thuế nhà nước, đúng không? Nó là rất nhiều những khoản tiền. Và sau khi là trừ nốt cái khoản tiền nợ thuế nhà nước này thì bạn sẽ có lợi nhuận sau thuế hay là lợi nhuận thực nhận hay là lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp. Rồi từ cái cục tiền này thì doanh nghiệp sẽ dùng để đi phân bổ cho nhà đầu tư hoặc là giữ lại để đầu tư cho năm sau. Các bạn nhớ là như thế nhá. Ok, mình tiếp tục nhá. Các bạn thấy không, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nó cũng khá là đơn giản thôi đúng không? Và ở phần trước thì mình đã lấy một doanh nghiệp sản xuất ra để làm ví dụ cho balance sheet. Thì bây giờ mình sẽ lấy một ngân hàng ra nhá. Bởi vì là thực ra thì cái nguyên tắc lập báo cáo tài chính của những doanh nghiệp khác nhau trong những ngành nghề khác nhau nó khá là xem nhau về mặt nguyên tắc. Nhưng mà đối với mỗi một ngành nghề ấy, thì họ sẽ lại trình bày báo cáo tài chính khác nhau một chút. Ví dụ như là đối với doanh nghiệp sản xuất thì bạn sẽ cần phải biết là như là hàng tồn kho lúc nãy các bạn thấy không, là nó phải tồn từ việc là gì, hàng giang dở đang đi mua này, xong rồi nó hàng lưu kho, rồi nó hàng chuẩn bị để bán đúng không? Thế bây giờ đối với một ngân hàng thì nó sẽ khác như thế nào thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Và mình sẽ lựa chọn một ngân hàng, đó là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Agribank nha. Rồi, đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Agribank. Thì chúng ta thấy từ trên xuống dưới nha, từ thu nhập lãi trừ đi chi phí lãi thành thu nhập lãi thuần thì sản phẩm mà ngân hàng bán là cái gì. Chúng ta nhìn sang cái ví dụ của Vinamilk ấy, lúc nãy thì chúng ta rất là dễ hình dung Vinamilk bán cái gì đúng không? Nó là sữa, sữa chúng ta mua ở chợ, ở siêu thị đúng không, ở cửa hàng tiện lợi. Thì bây giờ ngân hàng họ bán cái gì? Thì họ ra tiền đúng không? Đó chính là bán những sản phẩm mà khi mà các bạn đến ngân hàng các bạn giao dịch cái gì thì là cái họ bán thôi. Nó là những sản phẩm tiền gửi, đó là những sản phẩm cho vay đúng không? Chúng ta đi xin vay một cục tiền để tiêu dùng, để mua nhà, để mua ô tô, nó đến là tất cả nó đến từ đây. Vậy thu nhập lãi và chi phí lãi là cái gì thì các bạn có thể xem lại cái video mình nói về ngân hàng kiếm tiền như thế nào. Nó là NIM đúng không? Nhưng mà để nói qua qua cho các bạn thôi, mà những bạn chưa xem video đấy thì thu nhập lãi nó đến từ việc ngân hàng cho vay. Ví dụ như là các bạn đến với ngân hàng Techcombank hay là TPBank, các bạn vay một khoản vay tiêu dùng là các bạn phải trả 10% một năm đúng không? Bây giờ nếu mà các bạn gửi tiền ngân hàng đấy, cũng gửi tiền ngân hàng đấy luôn mà ngân hàng trả cho bạn 7% một năm tiền gửi, nó là phần chi phí lãi này. Đấy thì thu nhập lãi của ngân hàng đến từ phần 10% bạn phải trả, chi phí lãi là họ phải trả lại cho bạn 7%. Vậy thu nhập lãi thuần là 3%. Đấy, đơn giản đấy thôi. Nhìn lại sang cái phần Vinamilk lúc nãy, chúng ta có một phần ở trong income statement là giá vốn hàng bán hay là cost of goods sold. Thì cost of goods sold của ngân hàng chính là chi phí dịch vụ cho vay. Nó là chi phí đưa sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến với từng khách hàng. Đó, bây giờ chúng ta đã biết 46,7 nghìn tỷ là thu nhập đến từ việc đi cho vay thuần của ngân hàng Agribank trong năm 2021. Nhưng mà một ngân hàng họ không chỉ kiếm tiền từ việc cho vay, họ kiếm tiền từ rất nhiều những hoạt động dịch vụ khác. Ví dụ như là thu nhập từ hoạt động và chi phí từ hoạt động dịch vụ, thành ra lãi thuần hoạt động dịch vụ này là những dịch vụ như kiểu là môi giới, là tư vấn hay là bảo hiểm này, đấy, hay là ủy thác, đây là những cái dịch vụ cơ bản của ngân hàng đúng không? Xong xa hơn sẽ là những dịch vụ liên quan đến kinh doanh vàng, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán để đầu tư đúng không? Và tổng lại thì chúng ta thấy từ việc là Agribank cũng làm ăn lãi từ việc dịch vụ này, lãi từ việc kinh doanh vàng ngoại hối, lãi một chút
từ việc là mua bán chứng khoán đầu tư, đúng không? Đấy. Và lãi thuần từ hoạt động khác, anyway, các thứ. Cái tổng lại đó là Agribank lãi khá là nhiều trong năm vừa rồi. Nhưng mà họ sẽ phải trừ đi chi phí, đúng không? Khi chúng ta tổng hết và số tiền chúng ta kiếm được rồi, thì chúng ta phải trừ đi những chi phí chính của một ngân hàng. Và đầu tiên nó là chi phí hoạt động. Rồi sau đấy sẽ đến chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Đây là hai loại chi phí cực kỳ lớn của một ngân hàng. Thì mình sẽ đi qua phần chi phí hoạt động. Nhưng mà mình trước khi mình đi vào chi phí hoạt động, mình sẽ đố thử các bạn biết là đối với một ngân hàng thì chi phí hoạt động nào lớn nhất, nó chiếm nhiều nhất trong tất cả tổng chi phí hoạt động của một ngân hàng. Mình đố bạn biết. Chi phí hoạt động là chi phí để cho một ngân hàng nó chạy được trơn tru, mượt mà không gặp vấn đề gì cả. Vậy một ngân hàng họ phải trả cái gì để cho mà là nhiều nhất nhá, để cho họ chạy mà không gặp vấn đề gì? Thì mình sẽ đi vào phần thuyết minh số 32 để cho các bạn xem nhá. Đây các bạn thấy không, đây là thuyết minh số 32 của chi phí hoạt động. Trong chi phí hoạt động của 2021, Agribank lớn nhất là tổng là 24.000 tỷ. Thì thằng to nhất là cái gì? Nó là cái này. Đó là chi phí nhân viên, đúng không? Bây giờ chúng ta đã biết một thứ trong ngân hàng, đó là chi phí mà trả nhiều nhất cho một ngân hàng để nó chạy được, đó là chi phí trả cho nhân viên. Nghĩa là đối với Agribank nó chiếm hơn 50% luôn, đúng không? 33,8 này chia cho 24 là hơn 50% đấy. Quay lại phần income statement, như lúc nãy mình nói, có hai loại chi phí lớn nhất đối với một ngân hàng, đó là chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Vậy chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là cái gì? Nghĩa là ngân hàng dự tính sẽ không thu hồi được bao nhiêu tiền từ việc cho vay vì đã lỡ cho vay nhầm phải những khách hàng yếu kém và vỡ nợ, đúng không? Số này nó không phải cứ nhỏ là tốt, nghĩa là chúng ta dự phòng rủi ro tín dụng, chúng ta không phải dự phòng càng ít càng tốt, nhưng cũng không phải dự phòng càng nhiều càng tốt. Thì là vì sao lại như thế? Các bạn hãy xem lại cái video trước mình nói trong phần nguyên tắc ấy. Rồi, bây giờ chúng ta biết phần chi phí dự phòng tín dụng và chi phí hoạt động là gì rồi. Chúng ta cộng tổng hết tất cả những cái phần bên trên. Đó, nghĩa là những phần doanh thu ngân hàng kiếm tiền về được, trừ đi tất cả những cái chi phí lớn, chúng ta còn gọi là tổng lợi nhuận cuối cùng, đúng không? Trước khi phải đi nộp thuế cho nhà nước. Vậy chúng ta vẫn còn một loại chi phí nữa là chi phí thuế. Đấy, nghĩa là tổng tất cả doanh thu lợi nhuận của Agribank kiếm được, đó là 14,5 nghìn tỷ, nhưng họ phải đóng thuế là 2,8-2,9 nghìn tỷ, đúng không? Vậy cuối cùng lợi nhuận cuối cùng của Agribank đó là 11,6 nghìn tỷ, nghĩa là 11.600 tỷ đấy. Đấy, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hay là income statement của một ngân hàng nó khá đơn giản thôi, đúng không? Thì chúng ta đi qua balance sheet và income statement. Thì theo mình, hai báo cáo này là hai báo cáo quan trọng nhất trong tổng thể báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Đến phần báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì đối với bản thân mình ấy, thì mình thấy nó không quan trọng bằng hai báo cáo kia, nên thành ra là mình sẽ đi qua với ít thời gian hơn so với hai báo cáo trước nhé. Cash flow statement sẽ được chia thành 3 phần chính, bao gồm cash flow from operations, nghĩa là lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cash flow from investing, nó là lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư, và cash flow from financing, nghĩa là lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. Vẫn theo nguyên tắc cái nào quan trọng để ở trên, không quan trọng thì đẩy xuống dưới, thì CFO sẽ là phần mà chúng ta nhìn vào nhiều nhất, chủ yếu để xem là dòng tiền vào của doanh nghiệp nó có lớn hơn dòng tiền ra của doanh nghiệp hay không. Lớn hơn là tốt. Hiểu nôm na là phần này các bạn sẽ nắm được là doanh nghiệp kiếm về được bao nhiêu tiền, rồi họ trả bao nhiêu tiền trong số đó cho nhân viên thông qua lương thưởng và cho nhà sản xuất, những người mà đã cung cấp hàng cho họ. Tiền thuần từ hoạt động đầu tư sẽ ghi chép lại trong năm vừa qua doanh nghiệp có mua bán tài sản nào hay không. Tài sản ở đây sẽ bao gồm là tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Nghĩa là năm vừa qua họ có mua thêm máy móc nào mới hay không, hay là họ có mua bán chứng khoán mới hay không. Cuối cùng thì tiền thuần từ hoạt động tài chính hay là cash flow from financing sẽ cho biết là doanh nghiệp có thêm được bao nhiêu tiền trong năm vừa qua thông qua việc đi vay nợ ngân hàng hoặc là phát hành thêm cổ phiếu. Nếu các bạn có ý định tìm đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp mà các bạn đang đầu tư vào ấy, thì có thể các bạn sẽ bắt gặp những báo cáo nhìn nó trông khác hẳn nhau luôn. Vì thực ra là báo cáo lưu chuyển tiền tệ có tận hai cách lập cơ. Đó là cách trực tiếp và gián tiếp, và hai cách này nó ảnh hưởng trực tiếp đến phần CFO. Còn đối với phần CFI và CFF nó sẽ giống nhau cho cả hai cách lập báo cáo. Phía bên trái là báo cáo gián tiếp, đi từ lợi nhuận sau thuế rồi cộng trừ đi các khoản mục ở phần tài sản và nợ phải trả trên cân đối kế toán để ra được dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn phía bên phải là báo cáo trực tiếp, nó sẽ đi trực tiếp từ việc tổng hợp lại hóa đơn bán hàng cho khách hàng, rồi trừ đi chi phí nhập hàng từ nhà cung cấp, rồi chi phí trả cho các bên, vân vân, để nó ra được dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Rõ ràng rồi, báo cáo bên phải sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về việc doanh nghiệp đã thu về và mất đi bao nhiêu tiền trong từng giai đoạn bán hàng. Nhưng bởi vì nó tốn rất nhiều thời gian để tạo ra, rồi là hạch toán, rồi bút toán, nên là doanh nghiệp thường thích chọn báo cáo gián tiếp hơn cho nó nhanh, cho đỡ mệt. Theo mình, chúng ta chỉ cần biết đến như vậy về báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà thôi. Bởi vì khi chúng ta đi quá sâu ấy, nó thực sự không cần thiết mà tốn rất là nhiều thời gian. Tóm lại, chúng ta đã biết 3 thứ về báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nó là CFO, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh sản xuất, hoạt động quan trọng nhất của doanh nghiệp. Rồi đến CFI là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư, và CFF là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính.
Khi chúng ta lấy CFO trừ đi CFI và CFF, nó sẽ ra toàn bộ lưu chuyển tiền thuần của doanh nghiệp đấy cuối năm. Chốt lại là sau một năm, anh lãi hay là lỗ, anh còn lại bao nhiêu tiền trong tài khoản, đúng không? Tiền đấy là tiền âm hay là tiền dương. Và một cái quan trọng khác thì chúng ta nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đó là CFO nó còn lớn hơn CFI và CFF hay không. Tất nhiên nhá, có những doanh nghiệp ấy, ví dụ như mình lấy luôn một ví dụ đi, các bạn đang đầu tư vào một doanh nghiệp sản xuất phân bón ở trên thị trường chứng khoán nhá. Khi chúng ta nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chúng ta thấy rất nhanh là doanh nghiệp này đang có lưu chuyển tiền thuần là dương trong cả năm vừa rồi ấy, chứng tỏ là doanh nghiệp này hoạt động tốt, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón ấy, thì họ lại đang lỗ. Nhưng mà họ đang lãi là gì? Họ đang lãi cái phần mà họ đang đi đầu tư chứng khoán ở bên ngoài, đúng không? Vậy chứng tỏ năm nay là doanh nghiệp đấy tự dưng ăn một khoản chứng khoán hay là ăn một khoản gì đấy phía bên ngoài rất là lớn, nhưng nó không đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp đó. Thì có thể các bạn sẽ nhìn thấy doanh nghiệp này năm nay cái gì gọi là điểm và chứng khoán đang tăng lên rất là nhanh, bởi vì rất nhiều người nhìn thấy là ôi, doanh nghiệp này năm nay làm ăn tốt thế. Nhưng chúng ta nhìn vào sâu, chúng ta mới nhận ra là hóa ra là các ông ấy đang ăn may trong một năm. Nhưng đến năm sau ấy, nếu mà cái phần hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón nó vẫn tệ như thế, thì chắc chắn doanh nghiệp đến năm sau sẽ đi xuống, và rồi là nó sẽ được phản ánh bởi giá chứng khoán nó sẽ đi xuống mà thôi, đúng không? Đấy là một cách khác mà chúng ta nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mình sẽ lấy Vinhome ra làm ví dụ để nói về báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho chúng ta, cho nó thân cận, gần gũi nhé. Báo cáo này được lập vào năm 2021, vậy năm nay nghĩa là năm 2021, đúng không? Nhìn qua chúng ta đã biết đây là báo cáo được lập theo dạng gián tiếp, chứ không phải trực tiếp, đúng không? Gián tiếp nghĩa là họ đi từ lợi nhuận thuần, lợi nhuận cuối cùng của hoạt động kinh doanh của họ ấy, nghĩa là cái dòng cuối cùng trong phần income statement ấy, rồi họ cộng trừ đi các thứ thì nó sẽ ra là phần lưu chuyển tiền thuần, nghĩa là tiền mặt các anh còn bao nhiêu. Nó sẽ vậy, chúng ta nhìn thấy việc là 48.000 tỷ Vinhome lãi trong năm 2021 không phải 100% nó là tiền. Tại sao lại như thế thì giải thích nó rất là khó nếu mà chúng ta đi qua tất cả những dòng này, nhưng mình sẽ đi qua cái dòng to nhất cho chúng ta dễ nhìn, đúng không? To nhất là cái gì? 21.600 tỷ. Tại sao 21.600 tỷ lại phải bị trừ đi khỏi 48.000 tỷ? Vì nó là giảm các khoản phải trả. Khoản phải trả nghĩa là khoản Vinhome đang đi nợ người khác, phải trả nghĩa là tôi nợ, đúng không? Nghĩa là nếu mà cái khoản nợ mà bị giảm đi, nghĩa là Vinhome đã đi trả nợ. 21.600 tỷ năm vừa rồi nó là một điều tốt, đúng không? Vậy mà đi trả nợ đi thì cái phần 48.000 tỷ tiền lãi kìa, tiền nó đã bị bay đi mất 21.600 tỷ để đi trả nợ rồi. Vậy ông phải trừ cái khoản này đi khỏi phần lợi nhuận để nó ra cái tiền thuần ông còn lại trong tay, các bạn hiểu không? Ngược lại phần tăng các giảm phải thu. Khoản phải thu nghĩa là khoản phải thu về tiền túi mình nghe này, mà cái khoản phải thu ấy là khoản cho người khác nợ ấy, mà nó tăng lên nghĩa là tôi đang bị cho nợ nhiều lên, đúng không? Bởi vì nó nợ nó đang tăng nhiều lên nên thành ra là tôi chưa cầm được cái cục tiền đấy về tay. Nó là cụ thể là 7.500 tỷ này, cục tiền đấy nó chưa bay về tay mình, vậy chúng ta lại phải trừ tiếp. Ngay trong 48.000 tỷ tiền lãi thì 7.500 tỷ này là khoản phải thu, nghĩa là khoản chưa thực sự thu về túi mình được. Rồi, giảm hàng tồn kho. Hàng tồn kho của Vinhome là gì? Là nhà, là đất đang xây dựng dở dang chưa bán được, đúng không? Nó ra là sổ đỏ các kiểu thể loại. Vậy giảm hàng tồn kho nghĩa là Vinhome đã cái hàng tồn kho nghĩa là cái cục đất, cái mảnh đất thì chưa bán được ấy, mà bán đi được rồi, nghĩa là họ giảm cái phần đấy điều thì bán được đất đi. Đó là việc tăng, chúng ta tăng và thu được tiền về, đúng không? Vậy chúng ta phải cộng về 15.000 tỷ nữa. Thì đấy là cái nguyên tắc khi họ lập báo cáo gián tiếp, nó họ lấy từ cái phần lãi cuối năm rồi cộng trừ kiểu nó sẽ ra lưu chuyển tiền thuần hoạt động kinh doanh. Vậy cuối cùng ông Vinhome này, ông ấy đang là cái phần lưu chuyển tiền thuần ấy, tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ông ấy là đang lãi đang dương 17.000 tỷ năm vừa rồi. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ nhìn thấy là hoạt động gì đây? Tiền từ hoạt động đầu tư là đầu tư năm vừa rồi của Vinhome là lỗ 22.000 tỷ. Đấy, riêng 17.000 tỷ lãi từ CFO trừ đi đầu tư là đã lỗ rồi nha. Đấy, mình còn chưa nhìn thấy tài chính. Rồi tiếp tục đối với phần tài chính lại lỗ tiếp này. Tài chính hoặc tiền thuần hoạt động tài chính của Vinhome cũng lỗ 4.100 tỷ. Vậy tổng lại là Vinhome đã lỗ 17.000 trừ đi 21.200, 21,9 là 22.000 trừ đi 4.100. Đấy, cuối cùng là cùng Vinhome là lỗ 9.000 tỷ trong năm vừa rồi. Đấy, thì đấy là cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ của họ. Nói đến đây thì mình không biết là các bạn nào đã ngồi khóc hay chưa, nhưng mà những gì mình nói ở đây đây là những phần nó rất là cơ bản thôi, nó chưa đi vào phần phức tạp một chút nào đâu, và chúng ta cũng chưa đi vào phần phân tích đâu các bạn ạ. Nhưng không biết các bạn có để ý một điều là mình đã lồng ghép rất nhiều thứ trong video này không, từ việc là cho các bạn thấy những loại báo cáo tài chính khác nhau, những cụm từ khác nhau, những thuật ngữ khác nhau trong cả tiếng Anh và tiếng Việt, rồi cho các bạn nhìn thấy những doanh nghiệp nước ngoài như thế nào, rồi đến doanh nghiệp Việt Nam như thế nào, và đặc biệt những doanh nghiệp mình lấy ví dụ ra là ba doanh nghiệp Việt Nam ấy, nó sẽ bao gồm từ sản xuất
tiêu hàng tiêu dùng cho đến ngân hàng và cho đến bất động sản. Bởi vì khi chúng ta nhìn vào cơ cấu vốn hóa thị trường chứng khoán ở Việt Nam ấy, thì đấy là ba ngành công nghiệp mà chúng ta đổ vốn vào nhiều nhất, nghĩa là các bạn mua nhiều chứng khoán nhất. Thì rõ ràng tỷ lệ các bạn xem video này và các bạn về các bạn phân tích những doanh nghiệp ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, rồi là tiêu dùng, mặt hàng sản xuất tiêu dùng ấy, là cao nhất. Thành ra mình mới lấy những cái doanh nghiệp đấy ra để làm ví dụ cho các bạn. Và mình cũng xin phép được kết thúc video này ở đây thôi, bởi vì mình sợ nói thêm nữa chắc chúng ta bị tàu hỏa nhập ma mất, đúng không? Video này cũng tiếp tục được tài trợ bởi Coolman. Những bạn nhìn thấy đây là chiếc áo của mình này. Và ở dưới phần comment ấy, nó sẽ có 50 cái code dành cho những bạn nào nhanh nhất. Nếu mà các bạn nhập vào trang web của Coolman thì mình sẽ tặng 50 chiếc áo như thế này cho các bạn miễn phí. Có thể là bất cứ size nào, nam nữ hay là màu gì cũng được, đúng không? Nếu mà chúng ta theo cái hướng dẫn ở dưới phần comment. Mình cảm ơn rất nhiều Coolman đã tài trợ cho mình video này, và cảm ơn rất nhiều các bạn đã ủng hộ mình nhiều đến thế cho những cái video mình có cảm giác là nó rất là khô khan và nhiều con số đến như thế này, nhưng rất nhiều bạn vẫn thích và hứng thú xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.